Hiện Tiên xin chào cô chú anh chị đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Rồi bắt gặp, bắt quả tang em Sóc đang ăn, chạy mất tiêu luôn rồi. Ừ. Em phải ăn luôn hả? Ăn luôn, chạy xuống đây nè, lũi đi rồi. Trời đất ơi. Trời, nào bà con. 5 trái giờ còn 4 trái. Nhanh ghê chưa? Ừ. Trời ơi, anh Ngọc giữ ở trong kia, bây giờ nó ăn nó lủi đi anh luôn nè. Anh Ngọc phải bắt ghế ngồi nè. Ừ, rồi, còn 4 trời trái. Ơi, coi kìa. Xong phim. Mới cúng luôn anh Ngọc. Mới cúng. Dì Mộng Thu hả, của ai anh? Cô Hoa là. À, cô Hoa. Rồi, đó. Xong phim. Mai mới 30. 30 mùng 1. Bữa nay như ta 29 hả? Bữa nay 29. Xong phim. Dĩa này quá, dĩa nhỏ này hết không ta? Năm ơi. Nó vừa thấy nghe tiếng động vô một cái là mới đứng ở ngoài ông Lăng à, là nó chạy tuột xuống liền. Hôm nay cúng bánh bía cho chú, bánh bía chay. Ừ. Ok. Mấy anh em lên mộ Hoài Minh Thiện về tới luôn. Chị anh Lương, em mới tới luôn á. Thì đó, em thấy mà, cơm rồi anh đem rồi đó. Em thấy em nói thôi đi vô cúng đi. Em nói vô lọt cúng rồi cái là chị anh lên tới chứ gì. Lạc hết trơn à. Lạc hết trơn là bữa đó anh không lạc mới lạ. Không, với chiều là anh gặp chú Tiểu. Anh với gặp chú Tiểu với Hân Trần nữa. Thì đó, ừ. Chiều mới gọi. Hân Trần nữa hả? Ừ. Em cũng gặp nữa. Ôm anh nè. Quá trời luôn. Giúp cái ta hài. Dành xíu tôi nói anh ra ngoài đó nè. Xíu anh quay xong anh ra ngoài đó nè. Đó đi ha, đó đi sớm sớm đi. Đi mà. Đi sớm mà cho nó mát ha anh ha. Ở bên này 29 đó mà Hiền Tiên. 29 tháng 8. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay nghe thấy tiếng đi nhảy nút quá trời luôn á. Con là Nguyễn Tiến, tiếng Phật đạo mẫu rất đại diện cho Phật cổ Việt Kiều với du lịch tâm giới nhân quan quốc tâm giới sinh ngày 10 tháng 12 năm 1983 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão năm Thọ 66 tuổi tại Hội Nghị Trang Bình Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén hương này. Con mời hương linh của cố nghệ sĩ tất cả các vị dùng. À, bánh bí chai mong là cái chuyện gì của hội kỳ cho linh cứu nghệ sĩ và sớm mạng sanh về với cõi Phật. Hôm nay là không có miễn phí vé nha. Hôm nay không có miễn phí vé. Miễn phí nha. Đến chính lợi nha cái nhà. Cái này 15 hết nói cái có câu là gọi là con heo tây xanh bây giờ là nó tìm cha mẹ ruột của chị Hồng Loan. Anh bên nghe nói có ai hôm qua chưa? Đi vô. Háo một cái vậy chú dùng. Ừ. Heo tây xanh sao? Đó đó mà em cười lộn ruột luôn. Rồi nói. Con heo anh biết sao anh đi. Rồi sao? Tức
vậy nè. Không có lại nữa đó. Nó nói là cha mẹ ruột của Hồng Long. Đó, bữa nay là tiền mua bánh bía. Mua bánh bía để cúng cho chú Vũ Linh cơ chứ anh chị. Còn cô Hoa Đà Lạt là bữa nay mua bơm rồi hoa trên bàn thờ ha. Cha mẹ Hồng Loan mà vẫn còn sống nha. Con heo tay xanh hả? Heo tay xanh, biết con heo tay xanh không? Con heo tay xanh bỏ chửi anh em con phải không? Con bộ không, con đó là con heo năm móng. Con đó là con heo năm móng. Con heo tay xanh này là con bầu xô á. Bầu xô á. Là khác nữa. Là nó nói cha mẹ của chị Hồng Loan còn sống hả? Ủa cha mẹ. Trời ơi. Cha mẹ của chị Hồng Loan. Vậy là nó tìm cha mẹ cho chị Hồng Loan được luôn nữa hả? Nó nói cha mẹ con vô ơn đó. Còn sống hả? Con sống lại sao? Thì đó nói là ý là vậy cha mẹ ruột đó. Cha mẹ ruột hiểu không? Đó. Nó tìm được cha mẹ ruột cho chị Hồng Loan rồi đó. Cha ruột ta nằm đây là con ruột đâu. Từ thì đã nó vẽ ra mà. Nó vẽ ra mà. Trời ơi, nhỏ nó khùng dữ hả? Thì đó. Đang heo tay xanh mà. Nhưng mà nói thôi ai nó không được. Mày giỏi mày mày đem cha mẹ ruột lại đi. Ồ mà mấy anh em. Dạ mấy anh em có mời được mà có mời được mời ăn Thôi Nôi không? Thôi Nôi ai anh? Vậy không biết hả? Không. Thôi Nôi con có bụng bụng hả? Không chắc làm đơn giản anh. Làm đơn giản. Không có mời thiệp mà. Thiệp hả? Thiệp không ơi, không biết. Mấy cái bên kia nó khoe nó thì chắc ở trước nhà ngày nào tôi cũng trước nhà. Còn mình anh biết sao không? Giờ mình đây nhiệm vụ cao cả lắm. Đem đi. Giờ mời bà vô ăn. Tao nó tụi bay xuống đây, tao dắt tụi bay vô Đài Nam chơi. Nó giỡn thôi cả nhà ơi, mấy anh em trên đó thì được nói chung là gần, nói chung là gần thì chắc gần mời thôi, xa quá. Qua. Tại vì đó ngày nào tao cũng ở trước nhà đó thì sáng giờ đâu có gì nói là hỏi chơi vậy mà. Ta thiệt luôn nhé. Không, anh biết sao? Tại qua em mới hỏi mấy anh chị đây nè. Có đi ăn đám giỗ của Hành Mỹ không? Mẹ của Hành Mỹ. Mẹ Hành Mỹ. Nói lộn. Đám giỗ mẹ Hành Mỹ. Mẹ Hành Mỹ. Thì năm rồi á, năm rồi cũng là tháng này nè, năm rồi là hình như là Hành Mỹ là đám giỗ mẹ là con gì? Con ve nó đăng gì đăng cái gì lên đó bị Hành Mỹ nói đó. Đó. Mới đây bạn năm rồi lại ha. Mà nghe hôm qua là cũng nghe cái chị Hồng Loan cũng kể vụ mẹ của Hành Mỹ thương lắm là chứ bị mắc do Covid á. Nhưng mà biết sao không? Do bị bệnh nền người ta không có chứng minh á, rồi người ta không có chích xem đi về không cái bị. Ủa dính á nên mới bị dính Covid rồi qua đời đó. Chị em quải bà cũng dính Covid đó mà bà có chích mũi nào đâu mà không sao. Tại vì là cô bị bệnh nền tiểu đường đó rồi có bệnh nền mà không có cái chứng minh á là nó không đâu chịu chích cho mình. Phải đủ giấy tờ nó mới chích. Đều giấy tờ mới chích. Gì cũng nghe là vậy. Nào tới ngày hôm nay luôn á. Ơi nay có cái trend biết trend gì không? Trend gì nói? Trend đi gặp con heo tây xanh. Ai cũng đòi đi gặp hết không? Mà không biết tới chỗ không à. Hôm trước sang tới chỗ cắt like hả? Con này là hơi diễn viên. Hơi diễn viên. Trời ơi. Sao mà đủ thứ. Mấy cái chuyện đó bỏ qua đi. Gặp nó làm gì? Nó đáng ai phải gặp đâu. Sĩ đâu. Hay là gặp nó. Nổi tiếng rồi mình phải gặp. Lau cái bình cổ 30 năm thôi. Tại bộ số gì bộ số tự phát chứ ai. Tự phát thôi. Ê, cái này hay là gặp nó đi uống cà phê vậy? Nó đâu phải là bầu xô gọi như là chuyên nghiệp và dạng như là lâu đâu. Đó. Rồi nó cũng như mình cũng như anh có nghe cái câu chuyện về con ve chưa? Tức là rồi để tôi lấy hồi tôi nghe chuyện con ve hôm qua ông kia vậy nè, cái bữa mà cô Hằng đúng rồi. Rồi, nói. Cái bữa cô Hằng. Đó. Thì cũng có quay đâu ha, nhưng mà quay trên sân khấu không có quay dưới sân khán giả. Và nghe đồn là chỉ có 10 khán giả. Mà nghe nó khán giả là khán giả của tụi nó nữa. Cái giải nhà đó hả? À. Ủa vậy là tiện đâu chị Bích. Em nghe quốc hên cái. Em chạy vô em thấy nó mới tới em tới đó cái đầu nó thấy nó chạy xuống quốc hên lõm gì nè. Nó ăn con nè. Dạ có đâu quay. Đó, gì đó mới hỏi. Qua cô Hằng hết rồi, thứ nhất cái hai nữa là khán giả của nhà nó không à. Cũng bánh bía chay cho chú, bánh bía này là chú thích ăn lắm nè cô chú anh chị. Tập
Rồi tới đây thì Tiên xin kết thúc clip nha. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng hoặc là nhiều niềm vui. Và hiện Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.